vậy nên nhiều bạn hỏi chị là sao biết hết chân rồi, chị không biết giải thích sao luôn á. Đấy, quan sát thì sát luôn, các em còn chưa nhìn thấy được. Rồi chúng ta sẽ xuống cái phần trai này. Đây cũng là dạng mồm nang này, nhưng cái này nó chưa có ăn rộng quá. Xong các bạn nhìn thấy một cái mặt nó máu mủ như vậy mà chúng ta nhìn thấy trên bề mặt nó không có cái biểu hiện nè. Nhưng mà tí nữa thì đắp nạm thì nó sẽ hơi đỏ một xíu đó. Thì cái này thì về cũng phải ngày nhất ngày hai bớt cho, chứ không phải cái bộ này tự nhiên mình lấy xong rồi nó không có biết gì. Tại vốn dĩ là người ta chưa lấy nó đã bị đỏ bị thâm rồi nhá. Mình phải thấy khách hàng là với một trường hợp mụn thế này mà lấy nhưng mấy cái đầu đen này lấy xong về cái này là không có gì hết ạ. Chỗ vi này chúng ta phải có nhưng mà không có. Rồi chúng ta tiếp tục xuống cái vùng về nó xưng cái miệng này lên là người ta không ăn được gì người ta na đó, tại vì nó chưa hết có hết chân được đâu. Nhưng mà có ông này không có tổn thương nha. Thank you.
kinh khủng. Rồi thì nữa chúng ta còn nên các bạn nói là người anh ơi chị ơi chị cũng biết đấy, để em có thích em hôm nay là một cái gì đấy, những nhân viên người ta muốn này chúng ta muốn ngân hàng là phải nói là một của bạn này là nam 100% không có cái gì ở đây mà nam hết nha. Thấy sao? Đồng đồng cảm luôn. Tuy là vậy nhưng mà không nhận ra gì. Rõ ràng là không sưng gì hết, đúng chưa? Nó không sưng gì hết nhưng nó là nang nha. Thế là nó không có biểu hiện sưng gì, không phải nhất thiết là sưng thế là nang. Chúng ta phải biết nhìn cái mụn, nó cứ tím tím bầm bầm vậy là bên trong toàn mủ ngõ không à? Đó, chân mụn, cái cục này lấy hơn là nữa rồi, và cái cục này không có sưng nữa, chỉ còn một cái chân mụn rất là nhỏ lại thôi.
xong rồi một cái ổng nang cứng chúng ta phải làm mềm ra. Mềm ra thì chắc chắn nó phải to hơn vậy. Thế nên một cái ổng nang cứng là nó phẳng không? Đó, cái ổng nang của họ này, nó phẳng cái chỗ này. Quanh nó ạ, thì mình bóp nữa là nó gãy hết toàn bộ. Thì bây giờ mình để về bôi dưỡng mỹ phẩm này, xong rồi nó nuôi, nuôi được một tí nào nó đỡ sẹo đi gì đó, chứ không bóp nữa, chứ cái cục đó em còn bóp là còn ra nữa. Nhiều bạn xem mà sao chị ơi chị không bóp hết cái máu bầm đi, đó là cái kinh nghiệm của mình. Và thường các bạn là cứ đè ra bóp hết chết. Chị đến rồi hả? Vâng. Mình phải lấy một nốt cho người ta, tại vì có những cục nó cứng quá mình không có tác động nhiều. Mình luôn luôn phải nói với khách là có những cục em ấn được nó dễ thì em sẽ lấy cho, có cục nó khó thì mình sẽ bôi thuốc để lấy về nhà bôi thuốc tiếp. Bây giờ mình lấy không được luôn hết. Bây giờ chúng ta sẽ diễn tả như thế này này. Bây giờ một vết thương mà còn ra á,